Xin chào các bác nha. Đây là cái cây ổi này, được trồng bằng thùng xốp nhé, trên sân thượng. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác về cụ thể cây ổi này. Các bác sử dụng cái thùng xốp 60-40. Thùng này được đựng hải sản. Bên trên có thể mình phủ một cái lớp giấy cách nhiệt mùa hè. Đây các bác xem một cái gốc của nó to bằng ngón tay cái. Thì cái cây này em trồng cũng được hơn một năm rồi. Đây là mặt trước của cái nẻ, đây mặt sau. Đây cái nẻ bánh tẻ. Cái cây này nó cao tầm gần 1 mét, ra 2 vụ rồi nhé. Đây vụ này vụ thứ 2 này. Quả nó rất ngọt các bác, vì mình bón đầy đủ dinh dưỡng. Rất nhiều quả. Em đếm đợt này nó phải tầm hơn chục quả. Nó có nhiều cái cành nhỏ đấy, thì mình có thể mình tỉa đi. Nếu mà cái dịp mà sau cái vụ mình thu hoạch quả rồi đấy. Đây còn cái cây sâm đất nó cũng nảy ra mọc. Cái cây sâm đất thì nó dễ mọc thôi, em nhổ bớt đi để nó không ăn cái phần dinh dưỡng của cái cây ổi này. Mình tỉa, khi nào mà em sẽ thu hoạch xong thì em sẽ làm cái clip về tỉa của cái cành ổi đi, để đảm bảo cho cái cây nó phục hồi lại. Và khi mà cây nó phục hồi được thì vụ sau nó sẽ ra quả. Trước đây thì em có trồng một cái cây húng, nhưng mà đợt này thì nó héo bớt đi rồi, nó chỉ còn một cái nhánh thôi. Rồi thì nhổ bớt hết đi, để vì là cái trong chậu này cái lượng dinh dưỡng nó cũng hạn chế. Sau 1-2 vụ thì các bác cần phải bón thêm cái dinh dưỡng cho cây. Đấy, cây sâm đất. Đấy, những cái cành nhỏ này sau vụ thì bác có thể tỉa bớt đi. Hiện tại thì nó đang có quả thì bác không tỉa, vì thời tiết đợt này nó khá nắng nóng, mình tỉa sợ cây nó bị ảnh hưởng. Hai cái quả này, đợt này nắng nóng thì quả nó không phát triển mạnh. Cái cây em trồng trên mái, một nó khá nóng và hai là lại hướng tây. Mấy hôm nay trời mưa thì nó cũng hồi lại. Cây này là người ta trồng sẵn, nó giống ổi này, giống ổi mà đã thì em mua là nó này như các bác cái này ghép mắt rất nhanh quả, tầm 3-4 tháng rồi, cùng với mấy cái cây cóc thái kìa là quả rất là nhanh. Các bác mà trồng sân thượng thì rất là phù hợp. Bây giờ đa phần cái giống ổi đều là nhanh ra quả. Quả đợt trước em thu cũng phải tầm 15-20 quả, quả rất ngọt. Các bác nhìn tổng thể nhé.